Woman Multi Cộng là sản phẩm của thương hiệu thảo dược vàng Herb of Gold Australia nổi tiếng thế giới. Sở hữu công thức chuyên sâu độc quyền với 24 loại vitamin khoáng chất thiết yếu cùng tinh chất nhiều loại thảo dược quý. Woman Multi Cộng tác động vào hầu khắp các hệ cơ quan trong cơ thể, mang đến một sức khỏe toàn diện. Các vitamin nhóm B có trong sản phẩm hỗ trợ sản xuất năng lượng, chuyển hóa đường và duy trì sức khỏe hệ thần kinh. Vitamin C, vitamin E và kẽm, các chất dinh dưỡng quan trọng chăm sóc và tái tạo tế bào da, ngăn ngừa lão hóa da, mang đến làn da khỏe đẹp đầy sức sống. Thành phần iốt và selen hỗ trợ sản xuất hormone tuyến giáp, cải thiện chức năng tuyến giáp khỏe mạnh. Woman Multi Cộng còn chứa 1000 IU vitamin D giúp hấp thu canxi tối đa, duy trì sức khỏe cơ xương khớp. Ngoài ra, bổ sung Woman Multi Cộng thường xuyên, chị em phụ nữ cũng không còn lo bị thiếu máu hay sức đề kháng yếu. Chỉ từ một viên Woman Multi Cộng mỗi ngày, chị em phụ nữ có thể chủ động xây dựng nền tảng sức khỏe tuyệt vời, giúp bản thân có cuộc sống viên mãn hơn.